Chào toàn thể các bác đam mê nuôi ong mật. Thì hôm nay em lại làm cái video ngắn để giới thiệu tới các bác những cái mẫu vật tư mà không thể thiếu được trong cái vụ mật 2020 này. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết từng cái mẫu sản phẩm thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Thì bên đơn vị là sẽ gửi hàng qua đường bưu điện, hàng tới tay các bác thì các bác bóc hàng ra kiểm tra đúng như chất lượng thì các bác thanh toán. Còn kia là hai cái số điện thoại mà em để bên trên kia, các bác cần tư vấn hay là cần mua những cái vật tư nào thì các bác hãy điện đến. Nó có một cái số điện thoại Viettel, một cái số điện thoại Villa. Hai cái số điện thoại này thì đều có Zalo. Các bác nào kết bạn thì để hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm về nuôi ong và chăm sóc những cái đàn ong. Thì sau đây em xin giới thiệu chi tiết về từng cái mẫu sản phẩm mà đơn vị bên em đang bán. Về cái mẫu sản phẩm đầu tiên thì em cũng xin giới thiệu tới các bác, đây là cái bình khói. Thì cái bình khói này nó có tác dụng rất chi là tốt, nó làm giảm cái độ hung hãn của con ong. Khi các bác thăm ong hay là các bác quay mật, thì khi các bác khai thác mật thì con ong nó sẽ trở nên hung hãn hơn, nó giữ mật. Thì các bác không thể thiếu được cái bình khói này. Về cái chất liệu để làm nên cái bình khói này thì về cái phần thân bình, nó là 100% là được làm từ inox này. Các bác có thể thấy độ sáng và độ bóng của nó. Còn về cái phía tay cầm bảo hộ chống nóng cho các bác thì nó được làm bằng thép đã được mạ đồng. Đấy, các bác có thể thấy sáng bóng này. Còn cái phần tay bảo hộ đã được ôm sát vào dưới cái phần bình nhiên liệu này, chống tuột, chống bung ra cho các bác. Còn về phía đằng sau, đây là cái bình tạo khí đây. Cái bình tạo khí này thì khi các bác bỏ nhiên liệu vào bên trong thì cái bình này để nó thổi, khi các bác bóp thì nó sẽ tạo hơi từ cái bình khí này sang cái bình nhiên liệu để làm đốt cháy nhiên liệu và sẽ tạo ra khói. Cách thức sử dụng của nó thì rất chi là đơn giản. Về nguyên liệu để tạo ra khói thì các bác có thể kiếm tất cả các vật dụng ở ngoài xung quanh các bác, như là lá cây, củi, hay là trấu hay là mùn cưa, tất cả những cái gì tạo ra khói thì các bác có thể sử dụng được. Còn về cái vật tư thứ hai, đây là những cái con dao cắt bít lắp mật. Đấy, không thể thiếu được trong cái ngành ong mật của các bác. Đã vào đến vụ quay rồi, các bác nào mà chưa biết mua dao ở đâu thì hãy liên hệ hai cái số điện thoại em để trên tiêu đề ấy. Về con dao này thì chất liệu dao thì được làm bằng thép này. Thì làm bằng thép thì nó đảm bảo cho các bác là khi các bác sử dụng cắt mật thì nó sẽ không bị han. Đấy, các bác có thể thấy độ sáng bóng của nó này. Đã được thợ rèn rất chi là sắc. Thì khi các bác mua cái con dao này về thì các bác bỏ dao ra kiểm tra. Cái lưỡi dao nó thẳng, nó không có một độ cong, độ thẳng, và các bác kiểm tra mà nó không bị sứt mẻ hay là nó có độ cầu vòng, các bác giả lại bên đơn vị. Thì con dao này thì rất chi là sắc. Để làm nên cái độ sắc này thì để đảm bảo cho các bác khi các bác cắt ở những cái bầu mật thì nó sẽ không bị xé cái bầu mật của các bác. Thì con dao này thì bên đơn vị cũng thường xuyên dùng để quay những cái trại ong ở gia đình ấy. Thì cắt thì độ sắc nó rất chi là tốt, thì muốn gửi tới tay các bác. Về cái phần chuôi con dao thì được làm bằng gỗ xoan. Đấy, cái gỗ xoan này thì nó vừa nhẹ mà nó vừa chống cái độ ngấm nước. Thì khi gửi cái con dao này tới tay các bác thì bên đơn vị sẽ bọc vào cái túi bóng như thế này, và bọc vào bìa cắt tông để tránh cái tình trạng khi vận chuyển nó bị va quẹt, nó bị hỏng cái con dao thì tới tay các bác nhận. Còn về phần mũ bảo hộ thì đây là cái mũ bảo hộ đây. Em cũng giới thiệu rất chi là nhiều video rồi. Cái mũ bảo hộ này thì nó rất chi là tốt, giúp ích cho các bác là khi các bác thăm ong hay là quay mật thì con ong nó sẽ không tấn công được vào phần đầu của các bác. Đấy, các bác có thể thấy nó được làm rất chi là chắc chắn và nhẹ. Đấy, cái quan trọng là cái nhẹ và chắc chắn, thì khi các bác thăm ong thì nó sẽ không bị mệt mỏi. Còn về những cái mẫu mũ này thì nó rất chi là rẻ thôi, bởi vì bên đơn vị là nhập với số lượng nhiều. Các bác có thể bỏ 100.000 ra là các bác có thể sử dụng được. Đây là cái loại lưới trắng này. Còn cái phần nhìn ra là mặt đen này. Đấy, để đảm bảo chống cái tình trạng khi các bác làm mật thời tiết nắng lôi thì không bị chói mắt. Còn về cái mũ này thì em xin giới thiệu với các bác, đây là cái mũ liền áo.
Đấy, cái mũ liền áo này thì đảm bảo cho các bác là các bác bảo hộ được toàn thân, không lo bị ong đốt. Sau đây em bóc cái áo liền mũ này ra giới thiệu cho các bác. Cái áo liền mũ này thì chất vải của nó là được làm bằng vải dằn di đây. Vải này thì vải rất chi là thấm mồ hôi đấy. Khi thấm mồ hôi nó sẽ tạo ra cho các bác là mát mẻ. Còn về cái phần trên mũ, đây là cái cửa nhìn ra của các bác này. Cái cửa nhìn ra của các bác này thì được làm bằng cái vải màn màu đen. Đấy. Chống lóa cho các bác. Còn về cái bộ áo liền mũ này nó rất chi là tiện lợi cho các bác. Về hai cái phần ống tay thì đều được làm bó dây chun này, cho con ong nó đỡ chui vào tay các bác nó đốt. Về phần dưới bụng thì là ôm sát. Thì cái áo này thì làm rất chi là rộng rãi, các bác gầy cũng mặc được mà các bác béo cũng mặc cũng vừa. Đấy, nó là cùng một cỡ này. Mặc rất chi là thoải mái. Còn về phần bên trên thì đây là cái khóa. Thì về phần khóa này thì khi các bác giải lao thì các bác có thể cởi khóa này ra, không phải cởi áo, giải lao, uống nước, hút thuốc, nói chuyện với nhau. Rất chi là tiện lợi cho các bác này. Cái mẫu này thì nó cũng hơn 100 ngàn đồng thôi, các bác có thể sử dụng được. Thì các bác mua một cái áo này sử dụng được có vài ba năm, nó cũng không thể hỏng hóc được, nó chỉ phai màu vải thôi. Còn bên đơn vị bán tất cả các vật tư về ngành ong. Thì các bác cần cái vật tư nào thì hãy điện thoại hai cái số điện thoại lúc đầu em giới thiệu ấy, thì hai bên cùng trao đổi, cùng tư vấn cho các bác nên sử dụng cái sản phẩm nào tốt nhất. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Chào toàn thể các bác.